Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm, đó là tai nghe chuột tai Ovan X1 cho game thủ, số tiền là 56.000, mua trên Lazada. Và mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video trong comment video này. Đây có lẽ là cái tai nghe cho game thủ rẻ nhất rồi, giá chỉ 56.000 thôi. Mình sẽ mở ra cho anh em xem sản phẩm của chúng ta. Thực sự mà cái sản phẩm cho game thủ mà rẻ này không biết chất lượng sẽ như thế nào. Cho video này mình sẽ đánh giá chi tiết. Đó, sản phẩm chúng ta đây. Bọc trong một túi ni lông rất là đơn sơ. Tai nghe Ovan X1 có micro nhá. Cái tai nghe này thì bạn có thể thu âm, nghe nhạc, tập thể dục, làm việc. Nó rất là nhiều chức năng. Đó, màu xanh khá là đẹp và mình mệnh hợp với màu xanh mà, nên các sản phẩm mua đều màu xanh. Đấy. Đây, cái dây của nó màu xanh luôn, khá là thời trang. Quảng cáo thì nó có màng bọc dây rất là êm ái, khả năng chống ồn cực tốt. Đây là cái đầu jack 3.5, thì là một đầu là cắm vào tai nghe, một đầu là ghi âm. Anh em phải cắm đúng nhá, đúng màu. Đây là cái phần tăng giảm âm lượng trên tai nghe, chúng ta có thể chỉnh trực tiếp luôn. Đó, cũng khá là đẹp. Giải phân tần rộng và độ nhạy cao với trở kháng 240. Ok, VSP Gaming Headphones. Cạnh trái của tai nghe thì có cái mic X1 Gaming Headphone. Cái mic này nó khá lỏng lẻo ấy nhở. Đó. Và trong tai nghe thì có một cái lớp lưới LR LED Ride để chúng ta nghe đúng chiều. Đây có một cái lớp lưới này, khá là hay. Và lớp đệm mút để cho êm tai. Đó, mình mic của nó ra đây. Một tai nghe được làm từ thép không gỉ, thép bên trong còn ngoài là vỏ nhựa. Ở đây mình đang dùng một con tai nghe, đang livestream và làm video cho anh em. Thì con này mua cũng khá lâu rồi, dùng cũng khá là tốt, nhưng mà đeo lậu sẽ đau tai. Nghe cũng ok. Ok, giờ mình sẽ nghe thử xem chất lượng của con này như thế nào. Vâng, sản phẩm được trang bị công nghệ cô lập tiếng ồn xung quanh cực cao, lọc được tiếng ồn lên đến 80%, âm thanh gây nhiễu từ môi trường bên ngoài. Với cái jack 3.5mm này sẽ phù hợp với hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Và có thể nghe nhạc, xem phim từ máy tính, điện thoại, máy tính bảng vân vân. Ok, sau khi nghe xong thì mình đánh giá con này nghe cực kỳ hay luôn ấy. Bass mạnh, nói chung là tai nghe rất hay, quá hay và cực hay. Nhưng mà đeo lâu thì sẽ bị đau tai nha anh em. Nói chung là mấy cái dòng tai nghe giá rẻ thì cái vành nó cũng nhỏ nên nó không ôm tai, nghe lâu sẽ bị đau. Nhưng mà chúng ta sẽ không đòi hỏi gì nhiều với một sản phẩm giá chỉ hơn 50.000 thôi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh cái sản phẩm tai nghe Headphone Ovan X1 có mic cho game thủ. Và video sau mình sẽ giới thiệu một cái tai nghe game thủ khác, nghe lâu sẽ không bị đau tai và có đèn LED. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, bye bye. Nói chung là các bạn nào không có điều kiện mà muốn thành game thủ thì có thể sắm tai nghe này.